Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng, Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử năm nay, vì tầm quan trọng của cử tri đoàn, nên đảng Dân Chủ có nhiều nơi họ không hài lòng. Họ muốn hủy bỏ hệ thống cử tri đoàn. Có được hay không? Đây là câu chuyện cũng đang xảy ra ở tại nước Mỹ. Đảng Dân Chủ cho rằng là họ từng thắng năm 2000, cuộc bầu cử năm 2000, thưa quý vị, năm 2000, thì ông Al Gore lúc đó được phiếu phổ thông nhiều hơn ông Bush. Thế nhưng ông Bush lại thắng ở cử tri đoàn, nên đã làm tổng thống. Thì họ cho rằng là đó là một sự thất thế của đảng Dân Chủ. Và rồi năm 2016 cũng vậy. Bà Hillary Clinton thì được nhiều phiếu phổ thông hơn ông Trump, nhưng ông Trump lại thắng ở cử tri đoàn. Thế là đảng Dân Chủ qua một cái cánh tay đó tên là National Popular Vote, tức là cái hiệp hội vận động cho phiếu phổ thông thôi của quốc gia. Họ cho rằng là họ sẽ làm từ đây tới năm 2024, thì họ muốn là kỳ sau sẽ hủy bỏ cử tri đoàn. Theo National Popular Vote, thưa quý vị, người phát ngôn viên là Patrick Rosenstiel, thì họ đã bắt đầu được ở quốc hội của những tiểu bang sau đây, đó là Virginia, Arizona, Arkansas, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada và North Carolina, cũng như là Oklahoma. Như vậy là họ nói là 1 và 8 tiểu bang khác đó là 9. Virginia là đứng đầu tiên là thủ phủ, là coi như là cái nơi mà sẽ là xuất phát để đi vận động. Vận động quốc hội ở Virginia thì họ cho rằng là quốc hội Virginia đã đồng ý là sẽ quyết định hủy bỏ cử tri đoàn. Rồi thêm các 8 tiểu bang nữa, như tôi đã nói là Arizona, Arkansas, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina và Oklahoma. Thưa quý vị, để vận động phá bỏ cái hệ thống cử tri đoàn đó, thì 2/3 hay là hơn một nửa mà có đại cử tri đoàn họ phải hủy bỏ. Thì việc đầu tiên là phải thông qua ở lưỡng viện của tiểu bang đó, rồi thống đốc ký thì mới thành công. Thì họ sẽ tính như vậy, tức là bây giờ họ phải tính vận động từng tiểu bang. Thì họ nói bây giờ đó họ tính là họ có thể đã được 88 phiếu cử tri đoàn trên 270, họ sẽ đi, họ vận động. Họ nói rằng là họ sẽ tập trung với những cái tiểu bang mà họ nghĩ rằng họ sẽ thành công nhiều hơn. Thí dụ như là sẽ là California, những tiểu bang Dân Chủ đó, họ nói họ sẽ vận động những tiểu bang đó để hủy bỏ cử tri đoàn. Nhưng mà nó có đơn giản như họ nghĩ hay không, thưa quý vị? Chuyện mà muốn hủy bỏ cử tri đoàn không phải năm nay mới diễn ra. Không phải năm nay mới diễn ra, nhiều lần lắm rồi. Mỗi một lần mà gọi là phiếu phổ thông á, mà nhiều hơn nhưng mà cử tri đoàn thì họ thắng. Thì những đảng mà thắng thế đó, ở cử tri đoàn đó, họ giận lắm. Họ chỉ muốn là làm sao để có cử tri đoàn. Xin lỗi, là cử tri phổ thông thôi. Nhưng mà điều này đó họ làm, thưa quý vị, nó không đúng ý với những nhà sáng lập. Vì họ nói rằng là cho họ tản quyền ra. Mỗi một tiểu bang, những tiểu bang nhỏ đều phải có tiếng nói trong cuộc bầu cử. Nếu mà chỉ tập trung vô phiếu cử tri phổ thông á, thì những tiểu bang lớn coi như sẽ được chú ý hầu hết, như là California, Texas, đông dân mà.
New York. Xin lỗi quý vị. New York, California, Texas. Thì tập trung hết, còn những tiểu bang như là Wyoming. Nó xíu xíu à. Wyoming là lớn nhưng mà dân thì nhỏ. Những tiểu bang to lớn nhưng mà địa thế nhưng mà dân nhỏ. Như Wyoming chỉ có một dân biểu liên bang. Nhưng mà lại được hai thượng nghị sĩ thôi. Thì là 3 phiếu. Tiểu bang nào nhỏ nhất cũng được 3 phiếu thôi quý vị. Cử tri đoàn. Và nếu mà bây giờ nó mà chia như vậy đó thì những tiểu bang mà nhỏ như là Delaware, Rhode Island, tức là nhỏ dân số đó thôi quý vị. Nhưng mà Delaware và Rhode Island là gì, là cũng là nhỏ luôn cả về địa thế. Còn mà nhỏ dân số mà lớn đó, như là Wyoming, North Dakota, South Dakota vân vân, thì họ đâu có chịu. Sức mấy họ chịu. Riêng ở tại Nevada đó, mà trong cái nhóm này họ nói đó là họ vận động được lưỡng viện đó. Thì ông thống đốc của tiểu bang này đó, ông cũng đã phát biểu là ông không có đồng ý, thưa quý vị. Ông cho rằng là nếu mà như vậy đó thì Nevada không còn cái gì nữa hết. Nevada trong mấy kỳ bầu cử qua là tiểu bang chiến trường, nên dầu rằng là tiểu bang ít dân số nhưng đã được sự chú ý của các ứng cử viên. Ứng cử viên nào cũng phải đến Nevada vận động hết. Nên là bảo rằng là để là Nevada mà ông thống đốc nói là chứ ông sẽ không thông qua. Nhất định không thông qua. Vì như vậy đó là mất đi cái sự chú ý của toàn quốc đối với Nevada. Đó là quyền lợi của Nevada. Thì ông không có chịu. Ông thống đốc Steve Sisolak của Nevada, ông nói rằng là việc mà đây ông này á là đảng dân chủ nha thưa quý vị, ông là dân chủ á, thì ông nói là chứ là việc á mà để coi là có bỏ phiếu, chỉ chọn phiếu phổ thông thôi á, sẽ làm giảm ảnh hưởng của những tiểu bang nhỏ như Nevada và sẽ không có được một quyền lợi gì trong cái cuộc bầu cử quốc gia. Vì khi mà các ứng cử viên tới những cái tiểu bang nhỏ đó, thưa quý vị, là họ là tiểu bang chiến trường đó, thì họ có những cái sự chú ý rồi, họ cũng có thể những cái đề nghị về yêu sách để các ứng cử viên chú ý nhiều hơn. Nên dầu rằng là ông là đảng dân chủ, nhưng ông thống đốc Steve Sisolak cũng cho rằng là không nên. Thì câu chuyện mà gọi là cái nhóm mà vận động á, nó gọi là nhóm National Popular Vote. Vận động thì cứ vận động, nhưng tôi nghĩ khó mà thông qua lắm. Khó mà thông qua lắm. Tại vì vận động xong á, cũng phải đưa lên tới Quốc hội Mỹ, cũng phải bỏ phiếu, chắc không được. Và chắc chắn sẽ có những cái vụ kiện. Và những cái vụ kiện đó lên tới tối cao pháp viện, thì tối cao pháp viện với những vị thẩm phán, 6 vị thẩm phán bảo thủ, tôi nghĩ nó cũng không xong. Thấy không? Vì ý, the legislative intent, the original legislative intent of the founding fathers was to balance powers of the states. Nên tức là những cái ý định của những nhà lập pháp của nước Mỹ ấy, lúc đầu mà thành lập cái cơ chế này thưa quý vị, là họ muốn cân bằng quyền lực giữa các tiểu bang. Nên lên tới tối cao pháp viện thì họ cũng sẽ lấy vào cái ý định này đó, họ cũng sẽ dẹp, vẫn phải giữ cử tri đoàn. Và thưa quý vị, là đại cử tri đoàn á, là một hệ thống đặc biệt riêng của nước Mỹ. Chỉ có nước Mỹ có, không có quốc gia nào có hết. Dầu rằng là bây giờ là thời đại văn minh, nhưng mà chỉ có nước Mỹ có thôi.
là vì cái địa thế và cái bối cảnh lịch sử của nước Mỹ thành lập với các tiểu bang. Các tiểu bang nên là họ phải thi hành cái gọi là cái cân bằng quyền lực của các tiểu bang. Nên chúng ta cũng thấy rằng là dân chủ, nhưng mà mỗi một quốc gia có một cái nề nếp riêng, văn hóa và lịch sử riêng thì mình phải tôn trọng. Chứ đừng nghĩ rằng là cứ mang cái hệ thống của quốc gia này áp dụng cho quốc gia kia là được đâu. Không phải vậy. Nên vận động của nhóm mà đi gọi là để mà hủy bỏ cử tri đoàn, họ vận động bây giờ mạnh lắm thưa quý vị. Có nhiều người thích, cũng có nhiều người Việt Nam thích. Nhưng mà theo tôi, đây là góc nhìn của tôi, chắc chắn sẽ không có được thông qua. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.